sông quê ngọt niềm chữ mô thầm ân về răng rửa dần mà thương thương quê nhà có mẹ trong khuya mai bơ vơ với đêm dài xa quê vừa đôi mươi uổng chưa với suối nguồn lời quê chưa đứng ruột mẩn răng biển cặn vừa đến với ca khúc Nhớ Quê, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vy với phần thể hiện của cặp đôi nữ trên sân khấu. Bây giờ chúng ta giới thiệu đôi nét về mình đi. Em thì xin tự giới thiệu, em tên là Phương Thủy. Em tên là Hoàng Như Quỳnh ạ. Và chúng em đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thật ra lúc đầu tụi em không giới thiệu thì anh nghe dòng nhạc tụi em hát anh cũng đoán ra là tụi em đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Cảm thấy đẹp quá.
Thì cái màu áo dài nó hòa quyện với lại cái background ở đằng sau. Ở mấy tập trước á, cũng có một cái cặp song ca, Minh Vy có nói á, là họ giống nhau 100% về giọng hát, về cách lấy hơi, về cách ngắt câu. Thì đây em thấy nó cũng tương tự giống vậy. Đây là một cái điểm tương đồng rất là quan trọng khi mà thi cuộc thi song ca này. Không có cái gì gọi là khuyết điểm. Biểu diễn cũng hay, người cũng đẹp, bài hát thì tuyệt vời. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn ca sĩ Hiền Thục. Xin mời đạo diễn Hoài Nhật Nam. Một cái bức họa đồng quê rất là đẹp. Và trong đó thì những cái sắc màu của chiếc áo hòa với một cái màu trời lúc ráng chiều trong ảo ảnh khi mà hoài niệm về miền quê mẹ. Đó thì cái bài này anh nghe rất là du dương. Và thực sự là hai em hát những cái câu hát thể hiện cái não lòng, tưởng tượng ra những cái hình ảnh đó thì ôi thôi, một người con miền Trung như anh Nam cũng cảm thấy là rưng rưng và rất là nhớ về những cái tháng năm thơ bé. Thì trong cặp đôi này anh có cảm hơn một chút với Hoàng Như Quỳnh, là em rất là hợp với cái bài hát như thế này. Và cái giọng của em á, là cái mang tính thổ trong đó nó rất là đậm nét. Lúc mà xuống những cái đoạn mà nặng ơi là nặng thì em thể hiện nó ra lắm, nghe là đúng là não lòng thật. Và những cái đoạn lên cao anh thấy là cũng tuyệt vời. Những cánh hồng bay bổng tuyệt vời, đã mờ con mắt chân trời đăm đăm. Đó là thơ đó hả anh? Em hết hồn luôn anh. Còn Phương Thủy, theo cảm nhận cá nhân của anh thôi, không xuất sắc và tròn trịa như là Hoàng Như Quỳnh. Nhưng mà điều anh nghĩ là Thủy cũng rất tuyệt vời với vai trò là một cái người đồng hành. Có những cái đoạn mà bè cùng với nhau vào thì giống như nhân đôi cái nỗi nhớ. Chúc mừng hai em với tiết mục này. Cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn anh. Chúng ta đã tìm thấy lại cảm hứng thơ văn của anh ấy rồi. Khi anh ấy nhìn thấy một cái vẻ đẹp nào đó thì lập tức anh ấy sẽ xuất khẩu thành thơ. Và xin mời anh Minh Vy. Có học hành đàng hoàng nên anh khó hơn với tụi em. Toàn bộ phần ngâm thơ rớt nhịp ngoài hết. Tới phần hát đầu tiên em bị lụp chụp. Anh ghi rất rõ là lụp chụp cái nhịp phần đầu. Nhưng vì tụi em có bản lĩnh về kiến thức âm nhạc rất chắc nên em kéo lại từ từ. Nhưng anh là người biết. Cho tới khi tụi em bình tĩnh hoàn toàn trở lại hết là bắt đầu từ điệp khúc. Sau giang tấu, tụi em nhập hồn vào cực hay. Anh xóa bỏ cái lỗi đầu luôn. Anh lại đánh thêm một cái điểm trừ nữa. Vào phần cuối cùng, nhạc chưa hết, người ta đang nhập hồn, người ta đang nhập tâm vào cái khung cảnh đó. Chưa hết nhạc, tụi em nhoẻn cái nụ cười liền. Sao tự nhiên mình thấy có lỗi với thí sinh quá? Ủa tại sao vậy? Không, mình đang khai vì à? Hai bạn này tôi đặt niềm tin rất nhiều vào nên tôi phải nói không thể nào được một cái 4 chọn cho tất cả cái bài này. Vì anh khó để cho tụi em tiến bộ. Chính vì ca khúc này là bài hát của nhạc sĩ Minh Vy đã viết nên là chúng em cũng có phần lo lắng hơn. Đó, khi tại mà sao áp lực dữ vậy? Ok, rồi anh hết rồi. Vâng, cảm ơn anh. Thế còn đối với chị Cẩm Ly? Quỳnh hát bị nặng. Em hát em gần từng cái chữ nặng trong bài hát luôn. Không biết là do cái cách hát của em như thế, cho nên nghe cái bài này nó rất là nặng. Em xuống những cái em nhấn nhá những cái nó nặng. Thì trái lại thì Thủy lại hát rất là nhẹ nhàng. Chất giọng hai em đều tốt. Nhưng mà trong bài này thì chị lại dễ chịu hơn đối với cái giọng của Thủy. Là bởi vì bài này là tâm sự của một đứa con. Chị muốn nghe cái gì nó rõ và nó nhẹ nhàng để nhớ về cái người mẹ mình quê nhà. Như anh Minh nói lúc đầu, chị cũng không hài lòng tụi em lúc đầu thì ghi rất rõ là sao giang tấu tụi em hát vào hơn và đặt để tình cảm nhiều hơn. Lúc đó giống như tụi em đã đi vào bài hát rồi, tụi em là nhân vật, tụi em hát rất tốt. Tụi em bị một cái lỗi đồng âm lúc đầu của trước giang tấu chữ xa xăm hai tụi em bị so le. Nhưng em lấy điểm lại chị câu cuối cùng hai tụi em kết rất đẹp, đó là câu miền Trung ơi. Tụi em rất đồng âm nhưng lại rất sáng ở câu đó. Nói chung là giọng đều tốt nhưng cũng kỹ cái phần ngâm của em. Lúc chị quay qua chị nói với ảnh, em cũng bị lê thê phần ngâm đó, cho nên là cái hát của mình nhiều khi cũng nhẹ nhẹ tùy theo cái bài để mình đặt để cái cách hát của mình. Không thôi nó làm cho người ta cảm thấy giống như anh Nam, anh nghe anh nói não cả lòng luôn đó ảnh. Mà nói chung là chúc mừng mà tiết mục của hai bạn. Không okay. Thì thấy ok khoan, nè anh binh lại cho chút xíu. Bắt đầu từ bây giờ nói chuyện nói bằng tiếng mẹ đẻ. Cho phép em xin được gửi lời chào tới tất cả 4 vị huấn luyện viên và tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em tên là Hoàng Như Quỳnh và bạn của em là Phương Thủy. Và chúng em đến từ quê hương Tân Kỳ, Nghệ An ạ.
Cái đó là lý giải tại sao hơi nặng đó. Cách nói của bạn này nặng hơn đó. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn của ban giám khảo. Nhạc sĩ Minh Vy, và một lần nữa xin được chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Mời quý vị cùng đến với cặp đôi tiếp theo. Thank you.
Xin chúc mừng Phương Thủy và Như Quỳnh. Hai chị em hát rất là ăn ý và hòa quyện. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của ban giám khảo cho tiết mục này. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Đẹp mà còn hát hay nữa. Khi mà mấy em hát á, cộng với cái hòa âm của cái bài này nha, hết sức là hiện đại, mà nhẹ nhàng, mà du dương, lại còn xinh đẹp nữa. 10 điểm. Cảm ơn anh chị ạ. Tôi nhớ là tuổi thơ của tôi á, là tôi xem và nghe trên radio nè, trên những cái chương trình mà ngày Tết á. Và tôi có một cái ước mơ là lớn lên tôi phải tập hát được cái dòng nhạc này. Hát chưa? Nhưng mà rất tiếc. Mặc dù sau đó nhà tôi có karaoke, tôi cũng bật lên, nhưng sau đó tôi cũng chào thua. Không thể nào hát được. Mỗi lần tôi nghe các cô Ả Đào hát, tôi rất là mê, không biết vì sao. Anh mê đẹp thôi. Không, không phải mê đẹp. Mình bỏ qua nhan sắc okay, ở đây okay, đi được okay, không? Okay. Đó, nhưng mà ý là cái chất nhạc á, không hẳn là ma mị, mà nó có cái chất tiên cảnh gì đó ở đây. Phương Thủy với lại Như Quỳnh rất là đồng thanh, đồng thủ, dáng vẻ, ngoại hình, và trong giọng hát cũng hơi khó phân biệt là khác nhau như thế nào nhiều nữa. Đó, cho nên là trong cái bài vừa rồi, riêng anh thì anh nghe anh thấy nó có cái từ ăn sam và hai em tung hứng cho nhau rất là tuyệt vời. Đó, và cũng tiếp thu những cái góp ý về mặt biểu diễn, rồi đưa tay tạo nên những cái bức tranh giống như kiểu hai nàng tố nữ trong tranh bước ra vậy đó. Quá đẹp. Thì nó tạo thêm cái mỹ cảm cho người xem. Ngoài cái sự bay bổng và cái sự ma mị trong giọng hát, đâu đó anh vẫn thấy giá như mình xử lý những cái phần nặng á, nó nhẹ nhẹ hơn một chút xíu không ta? Anh nhớ cô áo tím là Như Quỳnh nè. Đúng rồi. Là nhớ nguyên một cái đoạn mà nặng, những âm nặng liên tiếp luôn. Nó có một cái cảm giác là hơi nhiều quá hay không? À, cái này là lần trước Ly cũng nói đó. Nhưng mà về tổng thể thì anh nghĩ là một tiết mục rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Chị cũng nói tiếp cái phần của anh Nam nói mà tại sao là nghe nặng là Quỳnh. Là lần trước chị nhớ chị cũng đã nói là Thủy nhẹ nhàng hơn, Quỳnh là tại vì nặng. Mà chính vì những cái nặng của em đó, có thể người vùng miền của em sẽ nghe rõ, nhưng người khác họ nghe không rõ. Nếu mà mình biết dung hòa thì cái đối tượng khán giả của mình nó sẽ mở rộng nhiều hơn. Chứ không phải là chị nói em hát cái đó là không đúng. Em hiểu không? Giống như em lên xuống những cái từ trong cái bài hát của em á, thì vô hình chung nghe không rõ được. Yeah. Trái lại chị thích cái cách mà nhả chữ ra của Thủy, nghe rất là dễ chịu. Em cũng có luyến lấy đó, nhưng mà nghe rất là rõ và nó sáng cái giọng nhiều hơn. Còn khi mà em biết cái giọng nhiều quá thì giống như chị nói là nó không có rộng, thì cái phát chữ mình phát âm ra nó sẽ không rõ và nó sẽ dẹp lại như thế này nè. Chứ thật ra hai đứa rất là duyên dáng. Phương Thủy, nguyên đoạn phần đầu lời một của em bị loạn choạng, nhưng em vẫn đảm bảo cái nhịp cao độ chưa tròn nha, lửng tửng này, nhưng mà phải người nào phải nghe được cái này thì mới nghe được. Trước khi mà hai đứa vào, anh khen hai đứa là hát đồng thanh rất chuẩn, ngay cả nốt hai cái chữ cuối cùng mà tái lai cũng là rất chuẩn luôn. Nói như vậy thì cô Như Quỳnh cũng bị một câu loạn choạng gần cuối, có phải không? Mình phải công bằng cho tất cả các thí sinh ha. Rồi, chúc mừng tiết mục hai bạn. Chúng em cảm ơn ban giám khảo ạ. Xin được chúc mừng cặp đôi dịu dàng, duyên dáng, dung dị. Trái tim em bồi hồi.
thì xin anh đừng giận, anh đừng giận để em đi lấy chồng. Hai cô ạ, à, rước hai cô xuống dưới đây ạ. À. Vâng, hai cô hay quá. Vâng, thưa quý vị. Gan lắm, em không biết là em làm như vậy thì sẽ xảy ra đốt nhà, tan già nát cửa nhé. Anh cũng không ngờ rằng là anh trở thành một cái vai mà phản phất hương khói như sống vậy. Sống khôn thác thiên. Đúng rồi. Em đố anh Nam, cái ý tưởng mà thí sinh tràn xuống dưới rồi nắm tay ban giám khảo rồi năn nỉ lại anh cho em đi lấy chồng đến từ đâu ạ? Một người chơi khăm tôi như vậy không ai khác chính là Nguyên Khang. Anh Minh Vi. Còn ai trong khoai đất này nữa thưa quý vị, chỉ có nhạc sĩ Minh Vi mới có thể nghĩ ra những ý đồ táo bạo. Hôm qua anh dặn rất kỹ là hai đứa tràn xuống đây rồi mỗi người tới một người mà hình như ngán anh hay sao mà ngán anh hay sao mà đi qua anh kia hết hai bà vậy. Em ở nhà cũng đã nghiên cứu rất là kỹ nhưng mà anh Nam thì không có chị Dung ở đây. Không có chị Dung ở đây. Còn anh Vi thì có chị Cẩm Ly cho nên là bọn em cũng phải suy nghĩ lại ạ. Cũng biết sợ nha quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Xin mời người phụ nữ áo trắng thước tha ngồi trên khu vực bàn kia. Bài này chị được nghe lần đầu tiên là lúc chị 13 tuổi trong một cái cuộc thi và có một cái người chị lớn hơn, chị hát cái bài đó cũng rất là hay. Và bây giờ thật sự là biết ơn bởi vì đã được nghe lại. Với một cái màn trình diễn ở trên sân khấu hoành tráng như vậy, cái concept này nè là cái concept của chị. Cái concept treo lụa ở trên sân khấu và ở trên cái background cũng có lụa là anh Hoàng Nhật Nam đã dùng cho chị khi chị hát Hoa hậu Việt Nam bài Nét gì anh? Nét đẹp Á Đông. Nét đẹp Á Đông. Chị nhìn cái này thì chị nhớ mình dữ lắm. Thật ra khi mà tụi em hát không cần phải lạy anh em đi đến chồng đâu, mà chỉ cần cất tiếng hát lên, nghe cái nét nhạc là chị đã nổi da gà rồi vì nó rất là hay. Chị cảm ơn rất là nhiều. Dạ, em cảm ơn chị Thục ạ. Vâng, cảm ơn nữ ca sĩ Hiền Thục. Cái bài hát này không hề dễ hát và vừa hát vừa diễn như thế này nữa.
mà từng cái sắc thái trên gương mặt, từng cái nhíu mày, từng cái liếc qua liếc lại biểu môi và bè cho nhau nữa. Bè hay ha anh ha. Cái đoạn bè mà ba nó đạp bè vào nghe nổi da gà. Mặc dù cứ lặp lại nhưng mà cái âm sắc của mỗi lần á và cái tình cảm đặt vào trong từng đoạn thì nó cứ dâng trào lên từng hồi. Cả hai bạn là hai màu sắc nha, hai bạn phân vai rất phù hợp. Chứ nếu cả hai bạn đều giống nhau thì lại cùng một màu, cho nên chọn cái tông màu áo dài nó cũng giống nữa. Cô này đậm đà hơn, làm nó hơi bị over và đậm một chút về mặt tính cách. Cô này thì nhẹ hơn nhưng mà đi vào chiều sâu. Cô nào cũng bổ trợ cho nhau và đúng, rất rất là hay. Về phần hát thì thiệt sự là tôi thì có một cái cảm tình riêng đối với những cái bài dân ca Bắc Bộ. Trong bài này thì hai bạn đều làm những cái âm sắc đó, hát tới nơi tới chốn, nó rất là đã, cả hát cả bè. Cho nên là tôi nghĩ rằng là tiết mục này xứng đáng được điểm 10 đối với riêng bản thân tôi. Em chơi luôn anh, mời luôn. Cảm ơn anh. Xin được cảm ơn chia sẻ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự lựa chọn của ban giám khảo. Đầu tiên xin mời sự lựa chọn của nữ sinh áo dài. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Hồi nãy em với anh là có hai file okay à, đúng không? Vậy thôi mình cũng làm luôn đi. Và xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục quyết định là Tèn. Thưa quý vị, hai team và quyết định của chị Tư Cẩm Ly. Vâng, thưa quý vị, chị đã chọn hai team cho các bạn. Xin chúc mừng các bạn đã giành được chiếc vé bước vào vòng tiếp theo. Chúng em cảm ơn ban giám khảo ạ. Quê hương
bên đục hay trong. Hôm nay đàn chim liễu lo, hoa cúc vàng ngày thơm trồ, tiếng sáo diều nhẹ vun cao. Mẹ ơi bình yên khác lắm, con đưa mẹ thăm quê. Xin được cảm ơn Phương Thủy và Như Quỳnh và cũng cảm ơn phần hỗ trợ của nghệ sĩ Thùy Dương. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một ca khúc rất là đầy cảm xúc của nhạc sĩ Minh Vy, ca khúc Đón Mẹ. Trong đó có một cái câu hát đó là trời mưa đón con về mà không thấy mẹ đâu, đúng không? Vâng, đây là một cái ca khúc rất là ý nghĩa. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của những năm mà chúng ta trải qua Covid. Có nhiều người khi mà trở về thì cả không kịp gặp mà những người thân yêu của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về ca khúc này. Xin cho em hỏi nhạc sĩ Minh Vy là ca khúc này anh sáng tác lâu chưa ạ? Trong mùa dịch. À, trong mùa dịch luôn. Vâng, chắc là có đến từ một câu chuyện nào đó anh đọc ở trên báo đúng không anh? Thì câu chuyện vừa rồi là chính xác như vậy á. Hai người này đi về, chỉ có khi hai đứa con á, này tại hai bạn hát là nữ, hai người con khi mà rảnh rỗi nhất, khi mà thời gian có được cho mẹ để cùng mẹ về quê hương, để cùng mẹ về nơi chôn nhau cắt rốn, thì đưa mẹ về bằng cái hũ cốt. Thấy các bạn cũng rất là xúc động đúng không? Có bao giờ phải đi xa mẹ nhiều ngày không? Các bạn có đang sống với mẹ không? Dạ chúng em thì hiện tại không có sống cùng với bố mẹ, tại vì bố mẹ vẫn đang ở quê. Rất là hiểu được cái ý nghĩa mà trong bài hát, cho nên là chúng em cũng đã cố gắng thể hiện tốt được cái ca khúc này. Còn em, hai chị em ở cùng quê hả? Em xa nhà từ năm lớp 10 ạ. Em bắt đầu tự lập từ đấy. Cũng phải xa bố mẹ nhiều năm và thi thoảng mới được về thăm bố mẹ. Và khi được hát cái bài hát này thì em cảm thấy là mình nên trân trọng những giây phút ở bên mẹ nhiều hơn. Và mình sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Vâng, tôi hy vọng là ba mẹ bạn có ở xa cũng sẽ hiểu được cái tình cảm của bạn, nhưng mà cũng sẽ dành nhiều thời gian để gần ba mẹ nhiều hơn có thể ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của các vị giám khảo. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Tôi thấy là Thục vẫn chưa có bình ổn lắm. Anh Nam, trong khi đợi Thục, anh Nam nói đi anh Nam.
Anh đã biết những cái diễn biến của tiết mục này từ lúc ý tưởng hoặc là chạy sân khấu mọi thứ rồi, và anh cũng đã chuẩn bị cho mình một cái sự phòng vệ về mặt cảm xúc rằng là tất cả đều chỉ là diễn thôi, nhưng mà thiệt sự anh cũng không ngăn được cảm xúc là rất là xúc động. Hai em Phương Thủy, Như Quỳnh đó, hai em chạm đến trái tim rất là nhiều trong tiết mục này. Hai em hát với nhau tròn đầy về mặt cảm xúc kinh khủng. Cảm ơn nghệ sĩ Thùy Dương cũng đã có những cái câu ngâm thể hiện một cái bà mẹ quê tảo tần vất vả. Bà mẹ quê hay là bà mẹ Việt Nam có những đứa con, thiệt sự ai cũng tảo tần và vất vả theo những cái cách khác nhau. Các em hát cái bài này thì ai trong tâm tưởng cũng sẽ tự vẽ ra cho mình một chân dung của người mẹ của mình hết, khiến cho mình thổn thức. Và ai cũng chỉ có một mẹ thôi. Mình đi đâu xa hoặc là bất cứ trong một cái giông tố nào hoặc là một cái khó khăn nào cuộc sống á, mình hay nghĩ về mẹ. Sau này thì các em sẽ có gia đình, các em sẽ có vợ chồng, con cái là những cái chỗ dựa tiếp theo. Nhưng mà Nam nghĩ là người mẹ là người mà luôn luôn yêu thương mình vô điều kiện. Bất cứ khi nào mình sai, mình là người như thế nào, ngay cả khi cả thế giới quay lưng thì chúng ta cũng sẽ còn mẹ. Anh rất thích tiết mục này. Tiết mục này lời lẽ, hình ảnh, cấu tứ, nó đem đến chúng ta nhiều cái miền cảm xúc. Cảm ơn hai em đã đưa mọi người đến những cái miền cảm xúc thiêng liêng nhất của mỗi người. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chia sẻ của anh Nam. Chị nghĩ là gần như chị là chắc ai cũng biết là thể mà về bài mẹ thì lúc nào như Nam nói á, nó rất là dễ chạm vào mình. Cái bài này, cái dàn dựng á, nó lại tạo cái cảm xúc thiệt là mạnh cho mình. Tại vì Ly đã từng xem một cái tiết mục mà cũng kiểu như cái bưng cái hũng này nè, mà rất là ấn tượng luôn. Cho nên là hôm nay nhìn cái đó sự là cũng hơi sốc, biết rằng là dựng dàn dựng là không đón mẹ là không có đó, nhưng mà không ngờ là cái hình ảnh nó quá xúc động. Và nói chung là hai em chị chúc mừng là đã thành công khi đã chạm được cảm xúc của rất là nhiều người, đến nỗi chị thật bây giờ cũng chưa nói được điều gì hết. Cảm ơn hai đứa rất là nhiều. Thật ra thì tôi hiểu cái cảm xúc của Hiền Thục, tại vì Hiền Thục là một người rất là hay tâm sự với lại mẹ. Bất cứ chuyện gì lớn nhỏ thì cũng đều kể cho mẹ nghe, cho nên là có lẽ là khi nhìn những hình ảnh đó thì Thục phần nào cũng đã hiểu được cái tâm tư hạnh phúc nhất là khi mà chúng ta còn mẹ, đúng không? Không còn mẹ rồi thì có giàu sang cỡ nào, có thành đạt cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng có ai để mà kể cho nghe cả. Chúng tôi hy vọng là đây cũng là một cái ca khúc mà quý vị khán giả yêu mến. Lần nữa xin được cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Em cảm ơn anh chị ạ. Ngôi rằng là ngôi tựa ấy có mây màn ơi hơ thuyền, là ngôi tựa có á mạn thuyền ấy mây đêm là đêm hôm qua. Ngôi rằng là ngôi tựa có mây màn ơi hơ thuyền, là ngôi tựa có á mạn thuyền rằng ơi nở lại mặt nghi nước nghi cũng có á càng nhìn là càng nhìn non nước càng xinh. Hự rằng lá hôi hự, hự rằng lá hôi hự. Gió đánh đò đưa
đập cánh tre, chiếc thuyền anh vắng lẻ tê đời nàng. Gió đánh cánh bàng, gió đập cánh bàng, rừng treo anh hát, cô nàng ấy nghe. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa, mưa chiều thuyền anh vắng lẻ tê đời nàng. Gió đánh cánh bàng, gió đập cánh bàng, rừng treo anh hát, cô nàng ấy nghe. Xin chúc mừng Mạnh Cường với lại Dương Ánh. Wow, một phần kết hợp rất là dễ thương. Anh biết là khi tụi em hát thì anh có để ý hai vị giám khảo không có hát theo. Ca sĩ Hiền Thục với lại ca sĩ Cẩm Ly có vẻ rất là thích bài Gió đánh đò đưa. Wow. Xin mời ca sĩ Hiền Thục. Trời ơi, cái bài này là siêu thích luôn. Nhưng mà chị khá ngạc nhiên là Dương Ánh em thổi flute cũng hay lắm. Rất là hay. Với hai em đây à, đây là màn trình diễn bất ổn, nhưng mà đối với chị nó ổn dữ lắm. Chị rất là thích luôn. Từ cái dàn dựng luôn em cảm thấy nên thơ vô cùng luôn á. Hát hay nữa nha. Nhất là cái đoạn lên tông, nó hay mà nó nên thơ, nó rất là tình nữa chứ. Ok, 10 điểm. Em cảm ơn chị. Anh Cường, anh có biết là cái tà vạt áo của anh nó vướng đâu mà anh phân tâm em? Nhưng mà chị không biết là anh có thấy cái vạt áo của Cường vướng trên cái dù không? Dạ, em thấy nhưng mà em không còn tay nữa. Không, một tay cầm mic, một tay cầm. Ở dưới đây chị cũng hơi trách ánh một tí xíu. Anh có thể là nhẹ hoặc anh ra hiệu thì nó đẹp hơn. Cái đó là ứng biến sân khấu. Trời ơi, đẹp muốn chết luôn mà tự nhiên cái vướng cái áo ngoài tức quá, không biết làm sao. Cái nhất, cái thứ hai, chị hơi khó chịu với đôi giày của anh nha. Cái bộ đồ của em rất là đẹp, rất là nền nã, rất là duyên dáng khi em ngồi trên mạn thuyền. Khi em đứng dậy một cái tự nhiên chị hơi bị khó chịu. Nhưng ở trên em một bộ đồ bắt bộ rất là đẹp, ở dưới tự nhiên em mang đôi guốc này là chị thấy nó sai, cực kỳ sai. Phải là nón quai thao đi guốc mộc. Dạ vâng ạ. Em phải mang cái guốc mộc mà giống như tuần trước mấy cô mà lại anh em đi lấy chồng, đại loại là như thế. Tụi em bị hai cái, một cái là đôi guốc.
Thứ hai nữa là cái vạt áo của Cường đó là sự cố chị không thể nói được. Hôm nay Cường chắc có lẽ tuần trước nói dễ dụ không tập trung cho nhân vật. Tuần này nhập tâm quá, hát rồi này kia, tất cả mọi thứ ngọt ngào, rất là mềm mại. Tại vì thường thường em hay cái sử dụng opera của em nhiều, nhưng hôm nay vào cái bài này nó rất là ok. Lại một lần nữa nhắc ánh, mà đặc biệt trong những bài Huế rồi thì cái bài Bắc Bộ này á, cái độ mềm em phải cần nữa nha. Nói chung là bài này hai người rất là dễ thương, chỉ có bị cái phần hình ảnh nó hơi phá tí xíu thôi. Cảm ơn hai đứa. Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị ạ. Ngày hôm qua mình tập thì không có cái ô, hôm nay mình có cái ô thì mình lại hoài là bối rối và không biết xử lý như thế nào. Đúng là Cường tập trung trên kia quá cho nên cũng không chú ý dưới này nữa. Và nhưng nó mà... bị ảnh hưởng cái cuối đó, là mình không thể bật ô lên được đấy. Đó, nó ảnh hưởng thấy chưa? Thì lưu ý cái phần này. Trong tiết mục vừa rồi thì anh cũng thích cả Mạnh Cường và cả Dương Ánh. Cả hai bạn đều thể hiện tròn vai. Chúc mừng hai em. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh ạ. Để một nữ dân ca mà hát lên nốt phá là căng lắm đó. Lên giả thanh luôn cả bằng với nốt của Cường là cũng căng lắm nha. Thì anh khen cái đó trước. Và em vẫn duyên dáng, rất duyên dáng ở dòng nhạc Bắc Bộ này. Về phần bài Gió Đánh Là Đưa tụi em không có vấn đề gì cả. Anh rất thích nha. Cô Thục ơi, tôi chuyển tông tới hai lần rồi nha. Chuyển khó lắm. Em thấy hai lần đó. Hay lắm. Để cả để cho hai người đều có đất diễn. Và Cường vào rất mượt. Chúc mừng tiết mục của hai bạn. Em cảm ơn anh. Em cảm ơn anh. Xin cảm ơn và một lần nữa xin được chúc mừng Mạnh Cường và Dương Ánh. Cảm ơn hai bạn. Quý vị đồng mến, chúng ta vừa trải qua phần thi bán kết của các cặp đôi. Chà, thật là khó xử bởi vì cặp đôi nào cũng hay hết, đúng không ạ? Cũng rất xuất sắc. Bây giờ thì kết quả của chúng ta sẽ được ban giám khảo quyết định. Mời 7 cặp đôi xinh đẹp, tài năng bước ra. Thưa quý vị, 7 cặp đôi, 7 màu sắc khác nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của ban giám khảo. Đại diện ban giám khảo mời ca sĩ Cẩm Ly. Chị chào tất cả mấy em. Chị thay mặt cho ban tổ chức cảm ơn cũng như là rất vui khi các bạn đến đây tham gia chương trình Từ Đỉnh Song Ca mùa 4 này. Cuộc thi nào nó cũng sẽ có đến cái vòng chung kết, là nó sẽ chỉ còn 3 cặp thôi hoặc là 4 cặp. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái bước đệm, một cái đà giúp cho tụi em có tự tin nhiều hơn và được khán giả biết đến nhiều hơn, để tụi em có thể thuận lợi hơn trong cái việc làm nghề của mình. Hôm nay thì chị xin được công bố kết quả các bạn được vào chung kết, những cặp đôi được vào chung kết. Cặp đôi đầu tiên sẽ bước vào vòng chung kết là hai bạn mà dường như chị chưa thấy hai bạn ấy đến nhà của chị tập lần nào hết. Xin chúc mừng. Tiết mục Đón Mẹ với Như Quỳnh và Phương Thủy. Xin chúc mừng Như Quỳnh và Phương Thủy. Cặp đôi ngoài Bắc cho nên là chắc chưa đến nhà của chị Cẩm Ly bao giờ. Vâng, xin mời các bạn bước lên bước. Cảm ơn tụi em. Và cặp đôi tiếp theo sẽ bước vào vòng chung kết. Xin chúc mừng một cặp rất là bùng nổ, rất là nội lực với Cô Đơn Trên Sofa Xuân Nghi Ngọc Anh. Và với một sự tiến bộ rất là nhiều, chị thì rất thích những cái thí sinh mà từ ở những cái nấc thang rất là thấp mà chúng ta mỗi ngày có mỗi cái sự tiến bộ, chị cảm thấy rất là vui. Đó là Xa Quê với Jack Long và Cát Tôn. Và cuối cùng, một vé cuối cùng cũng là một sự tiến bộ rất là đáng khích lệ. Xin được chúc mừng. Kỳ
kỷ niệm nào buồn với Hoàng Thắng và Minh Trâm? Vâng, xin mời bốn cặp đôi của chúng ta đứng lại gần nhau về phía tay phải ạ. Ba cặp đôi còn lại không sao cả ha. Chúng ta đã dừng chân nhưng mà các bạn đã trình diễn rất là tốt. Lúc đầu Nguyên Khang có công bố là chỉ có ba cặp đôi sẽ có mặt trong đêm chung kết. Tuy nhiên xét thấy thực lực của các bạn trong vòng bán kết này, các bạn giỏi quá. Nếu mà có thêm những chiếc vé nữa thì tôi nghĩ là các bạn ở đây cũng hoàn toàn rất là xứng đáng, và các bạn cũng đã nỗ lực mình rất nhiều. Thưa quý vị, xin được chúc mừng bốn cặp đôi của chúng ta, Hoàng Thắng, Minh Trâm. Xin chúc mừng. Sông Lam biệt khi mưa cho cạn, như tình quê hương sống là biệt khi mô cho cạn, người ơi đục trong câu hát chảy lòng mẹ. Mày biết con muốn nói gì rồi. Nhưng mà đừng nói nữa. Mẹ không thương con sao mẹ? Mẹ thương con nên mẹ không muốn con nhắc đến người đấy nữa. Người đấy là bố của con mà. Không, đó không phải là bố con. Đó chỉ là người đã rời xa mẹ con ta 30 năm trước mà thôi. Mẹ, lúc đấy là do... Con đừng nói nữa. Bố đã ra ngoài này, xin lỗi mẹ 3 lần rồi. Quỳnh, đến bây giờ thì trái tim mẹ đã hóa đá mất rồi. Câu đò đưa thầm gọi tôi ghé về tuổi thơ, người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò. Ngô mướn dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát, trong ngoài đêm vẫn đi về lối cũ. Đưa người lạ vào nhà. Mình tôi biết là lỗi do tôi tất cả. Nếu như ngày đó tôi không bỏ mình và con bơ vơ ở lại nơi này, giá như mà thời gian có quay trở lại, tôi sẽ chọn mình với con. Nhưng sự thật vẫn là hiện tại. Vì vậy hôm nay tôi ra đây, mong mình tha lỗi cho tôi.
Nếu được mình tha lỗi cho tôi thì tôi có thể an lòng sống với quãng đời ngắn ngủi còn lại. Không, bố, mẹ, con biết mẹ dần bố nhiều lắm, nhưng mẹ biết không, từ lâu con khao khát một tình yêu thương của gia đình. Từ nhỏ cứ mỗi khi ra khỏi nhà, bạn bè lại bảo con là đứa không cha. Rồi mỗi khi con bật lên tiếng bố thì mẹ lại cầm con. Mẹ nói đi, mẹ định cầm con đến bao giờ? Mẹ nói đi, mẹ định cầm con đến bao giờ nữa? Mẹ nói đi. Lỗi do tôi tất cả mà. Chút hoa tàn em gửi vào trong gió, gửi lòng em theo năm tháng đã mơ. Rồi người đi cùng hòa thành bể hồ, đau thương này chiếm tròn trái tim. Con gái à, nếu sau này bố không ra Tân Kỳ nữa, con thay thế bố chăm sóc cho mẹ nghe con. Nghe. Bố. Người về đeo đầu bên nắng. Chờ hôn tôi bên quê, neo đầu bên người. Tôi xin lỗi mình. Xin chúc mừng Như Quỳnh và Phương Thủy. Xin được cảm ơn diễn viên Tiết Duy Hòa. Một lần nữa xin cảm ơn anh đã đến với chương trình. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của ban giám khảo. Đúng là hôm nay Nam cũng rất là bất ngờ trước Như Quỳnh với Phương Thủy. Cái bài hát này đưa vào một cái câu chuyện, nó có thêm những cái chất xúc tác về mặt cảm xúc. Đặc biệt anh thích những cái câu ngâm chút hoa tàn em gửi vào trong gió đó. Đó, Phương Thủy ngâm, anh Nam rất là tâm đắc. Phương Thủy với Như Quỳnh luôn luôn chỉnh chu trong những phần hát. Từ là hai cô bạn đồng trang lứa với nhau, bây giờ là phải tách ra để là một người phải già hơn rất nhiều năm tháng, để một cô bé thì phải trẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà anh hình dung mà anh tin là hai em đúng là mẹ con thật. Cái tình cảm, cái lời thoại của tụi em thuyết phục anh tin điều đó. Và anh chúc mừng cho tiết mục này. Thì á, tụi em có cái lợi thế là tụi em rất là đồng điệu với nhau. Hát được dường như hoàn toàn là nó không có lỗi gì luôn. Cái hay của một cái cặp đôi hỗ trợ nhau để mà diễn á, là một người chịu ít cái vai trò của mình một chút xíu để đẩy cái bạn diễn của mình lên.
Bạn Quỳnh bữa nay hát ít lắm, mà chỉ để cho người mẹ là thể hiện những cái day dứt, những cái đau khổ vậy thôi. Dạo này tôi phát hiện nha, mấy cái cặp đầu dòng của tôi với bác Nam nó giống nhau lắm nha bác Nam. Dạo này nó tâm có một cái tương thông đó. Nên ở có nghĩa là nhau. Nói về phần hát thì Nam cũng, tất cả một khán giả đây đều biết là cái khả năng của hai bạn này thế nào rồi, sự đồng điệu tất cả mọi thứ. Nhưng mà hôm nay thì tụi em mạo hiểm là chơi cái phần diễn xuất rất nhiều, mà còn hóa trang là già nữa. Chị đặc biệt chú trọng vào Thủy. Cái mà để lại sâu đậm trong chị đó là bốn cái câu ngâm của em, đúng là nó rất là ấn tượng Nam. Nó nói chất, bốn cái câu nó rất đắt giá, nó chất chứa những cái gì mà của người phụ nữ này trong suốt 30 năm. Thì chị ưng ý nhất là cái câu thứ hai của em. Không phải là cái cách ngâm của em, mà chị hơi bất ngờ cái cách biểu đạt của em. Tự nhiên lúc đó không biết là bình thường giống như cái cảm xúc của em á, tự nhiên em nhắm mắt lại, gửi lòng em tới năm tháng đợi chờ. Chị cảm nhận được cái chiều sâu của cái nội tâm của em nó đi tới cỡ nào luôn. Cho nên chỗ như nó, ủa sao hôm nay diễn chỗ này hay, có ai chỉ, hay là nhiều cái cảm xúc của em. Chỉ là một cái nhắm mắt thôi mà chị cảm nhận được rất là sâu luôn. Còn đối với Quỳnh thì vai đó nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ dễ dàng hơn. Chị khen ở đây hai đứa thêm một cái nữa là trong một cuộc thi, tụi em chấp nhận và chịu biến hóa rất nhiều các thể loại luôn, để hóa thân của mình vào, để cho người ta thấy được mình có cái sự đa dạng, nhiều góc cạnh. Cảm ơn tiết mục của hai đứa đã mang đến đây. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chị ạ. Bốn câu thơ này là của Quỳnh viết đúng không? Của Quỳnh dạ, viết đúng. Để cho Thủy hát. Wow, vậy đó hả? Chúc hoa tặng hả? Ừ. Dữ dằn à chị ơi, cái kia mới là sâu sắc kìa, kia kia. Rồi, tới giờ phút này trong đêm chung kết, duy nhất chỉ có hai bạn là hai người ở xa nhất. Anh biết là tụi em được sự yêu thương của tất cả các đội với nhau, của các cặp thí sinh với nhau. Qua đây thì em cũng xin gửi một lời cảm ơn chân thành tới trước tiên là giám đốc âm nhạc Minh Vi đã dàn dựng cho tụi em một cái bài rất là hay, và cả ekip làm việc rất là vất vả để tụi em có thể tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Và rất là may mắn cho tụi em đó là được gặp những người bạn, những thí sinh thi cùng, mọi người rất là yêu thương và rất là đoàn kết với nhau. Và đó là một cái điều đáng quý sau cuộc thi mà tụi em nhận được ạ. Một lần nữa xin dành một tràng pháo tay cho cặp đôi của chúng ta. Xin cảm ơn. Cảm ơn chị ạ. Cho ta thêm yêu dấu trăm ngàn năm.
chúc mừng Như Quỳnh, Phương Thủy và cảm ơn nam ca sĩ Quốc Đại. Cảm ơn bộ đoàn Sắc Màu. Quốc Đại mãi đỉnh, đỉnh, đỉnh. Quốc Đại mãi đỉnh. Ôi, em thích anh dễ sợ. Trước hết thì Quốc Đại xin được gửi lời chào đến ban giám khảo và khán giả của chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca. Thực sự là cảm ơn Đại và tụi em phải cảm ơn Đại rất nhiều. Cái sự mà cái trong cái giọng hát của anh, cái chất của anh á, nó cũng làm cho tụi em cuốn theo và nó có sự hào hùng, là một sự kết hợp hoàn hảo. Ôi trời. Sao vậy? Không lẽ em đứng anh ngồi kỳ. Đứng ngồi xuống giùm em. Anh đứng lên để anh cảm ơn em. Em cũng đứng ké luôn. Ngồi xuống. Cái tiêu chí đầu tiên của anh mashup này là cho hai cái bạn ở phương xa này làm sao phải có một bài nổi tiếng của miền Bắc và một bài nổi tiếng của miền Nam. Đó là bài toán rất nhức đầu của anh. Rất nhức đầu. Bài phối này trước tiên tôi xin cảm ơn là người em của tôi đã cùng tôi hòa âm lên cái bài này, nhạc sĩ Duệ Hùng. Cái bài này nó thể hiện được nhiều cái khía cạnh văn hóa dân gian của cả miền Bắc. Ngay cả cái câu đầu là một câu ru, câu trù hay văn gì đó mà kết hợp được cái hò Đồng Tháp của người miền Nam. Thục có nghe được cái đầu không? Dạ. Rồi ở giữa lại kết hợp hai bài này thì anh nghĩ là đây là một cái hành trình của hai đứa, hai bạn thí sinh ngoài Bắc vào đây có được một sự kết hợp với anh Đại, nhan sắc tương đối đẹp, giọng hát đẹp cùng với hai đứa nha. Rồi xin cảm ơn anh Quốc Đại lần nữa. Xin mời nữ ca sĩ Hiền Thùng. Dạ, phải nói đây là một cái tiết mục đầu tiên mà xem không rời mắt từ đầu tới cuối, không rời mắt một giây nào luôn. Có nhiều khi mình chỉ cần nghe một câu hát miêu tả về vẻ đẹp của quê hương thôi là mình đã rơi nước mắt rồi. Mà cái đó là chính là cái tình cảm của Thục lúc nãy khi mà coi cái tiết mục biểu diễn này. Nó khiến cho rung động toàn bộ cơ thể. Mà Thục nghĩ rằng là không phải chỉ riêng một mình chị Hiền Thục mà còn cả một cái khán phòng này nữa, ai cũng vậy, chung một cái tâm tình. Cảm ơn tụi em rất là nhiều. Cảm ơn chia sẻ của nữ ca sĩ Hiền Thục. Mời anh Nam ạ. Đối với hai bạn Như Quỳnh với Phương Thủy, lúc các em hát, diễn hay là bè cho nhau, tất cả những phần đó thì đều các em đều làm tròn cả. Đó cho nên anh thấy giống như hai chị em gọi là đầu lòng hai ả tố Nga vậy đó. Đó. Ở đây nó có đầy đủ hết chất dân gian Bắc Bộ với những cảnh tình mà ở đó nó có gọi là cái sự hào hùng linh thiêng của miền Bắc, và ở phía Nam thì là một cái sự hào sảng hồn hậu, một cái gì đó mênh mông bát ngát. Tất cả hai cái dòng nước đó, sông Hồng và sông Cửu Long, hòa lại với nhau tạo nên những cái cuộn trào gọi là về mặt cảm xúc. Bây giờ một lần nữa xin được chúc mừng Phương Thủy cùng với là Như Quỳnh. Cảm ơn tụi em. Cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng đến với chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca mùa thứ tư. Và đây là lúc quan trọng nhất, phần công bố kết quả. Nhưng trước khi đến với kết quả ngôi vị quán quân của mùa thứ tư này, chúng tôi xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban giám khảo đã làm việc rất là vất vả, công tâm và minh bạch trong suốt thời gian vừa qua. Chính vì vậy chúng tôi xin được gửi lời tri ân đến các anh chị. Xin phép được mời bốn vị giám khảo lên sân khấu để nhận cúp lưu niệm từ chương trình. Xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam, xin mời ca sĩ Hiền Thục, xin mời ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vi, trân trọng kính mời. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện nhà sản xuất công ty Sen Vàng, tổng giám đốc công ty Sen Vàng chị Phạm Kim Dung sẽ lên trao kỷ niệm chương cho các vị trong ban giám khảo, trân trọng kính mời. Xin được cảm ơn chị Phạm Kim Dung rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị, bây giờ đây chúng tôi xin mời quay trở lại sân khấu cặp đôi Xuân Nhi, Ngọc Anh, Hoàng Thắng, Minh Trâm, Chắc Long, Khắc Tùng và Như Quỳnh, Phương Thủy. Xin mời các bạn. Thưa quý vị, cuộc thi chỉ là một hành trình ngắn. Hành trình dài vẫn còn đang ở phía trước sau cuộc thi này. Và điều quan trọng là mỗi một người phải đặt ra cho mình một cái chiến lược, một cái sự nỗ lực phấn đấu
để chúng ta trở thành những chiến binh mạnh nhất khi mà chúng ta đi trên con đường của chính mình. Và bây giờ chúng tôi xin được công bố kết quả đồng giải ba. Chúng ta sẽ có một giải quán quân, một á quân và hai giải ba. Giải ba đầu tiên chúng tôi xin được chúc mừng, đó chính là cặp đôi. Đây là hai bạn thí sinh nữ. Xin được chúc mừng cặp đôi đạt được giải ba, đó là Xuân Nhi và Ngọc Anh. Cảm ơn các bạn. Và cặp đôi giải ba tiếp theo của chúng ta trong đêm nay, Hoàng Thắng và Minh Trâm, xin chúc mừng các bạn. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu sẽ trao kỷ niệm chương hoa cùng với phần thưởng dành cho các bạn sẽ là giải thưởng 25 triệu đồng dành cho mỗi cặp đôi. Và chúng tôi xin được mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam và ca sĩ Hiền Thục, xin trân trọng kính mời. Một tràng tay để chúc mừng cặp đôi đồng giải ba Xuân Nhi Ngọc Anh và Hoàng Thắng Minh Trâm. Xin cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam và giám khảo Hiền Thục. Chúng ta còn hai cặp đôi, đó là Khắc Tùng, Jack Long, Như Quỳnh, Phương Thủy. Thưa quý vị, đây là hai cặp đôi mà đã mang đến rất nhiều cái cảm xúc thông qua phần dàn dựng của mình. Và rất nhiều những tiết mục của các bạn ấy đã chạm đến trái tim của ban giám khảo. Và ban giám khảo cũng xin chia sẻ một điều là số điểm dành cho các cặp đôi ở vị trí quán quân và á quân của chúng ta không chênh lệch là bao nhiêu cả. Một con số rất là nhỏ. Quán quân của chúng ta là một cặp đôi mặc áo dài. Chúng tôi xin được chúc mừng quán quân của tuyệt đỉnh Sông Ca mùa thứ tư, đó chính là Như Quỳnh và Phương Thủy. Xin chúc mừng các bạn. Và như vậy cặp đôi đạt á quân của chúng ta đó chính là Khắc Tùng và Chắc Long. Xin được mời lên trao cho giải á quân. Xin mời nhạc sĩ Minh Vy và ca sĩ Cẩm Ly sẽ trao giải cho Khắc Tùng và Chắc Long. Bây giờ chúng ta sẽ trao cho giải nhì Khắc Tùng và Chắc Long. Giải thưởng dành cho các bạn sẽ là 50 triệu đồng. Một tràng pháo tay để dành chúc mừng cho Khắc Tùng và Chắc Long. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện cho nhà sản xuất Sen Vàng, tổng giám đốc công ty Sen Vàng, chị Phạm Kim Dung sẽ trao giải cho đôi bạn thân thiết của chúng ta, Như Quỳnh, Phương Thủy, hai cô gái rất tài năng, đầy đủ bản lĩnh, đam mê và nghị lực. Chúng tôi xin chúc mừng các bạn sẽ nhận được giải thưởng 100 triệu đồng. Như vậy hành trình của tuyệt đỉnh Sông Ca mùa thứ tư của chúng ta đã đi đến với hành trình rất ấn tượng thông qua phần dàn dựng của những tiết mục rất hay và chạm đầy cảm xúc. Lần nữa chương trình tuyệt đỉnh Sông Ca do đài truyền Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Bạc thực hiện. Mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Tôi là Nguyễn Khang, xin chào và hẹn gặp lại.